Đây, hôm nay thì bà con cái mít su 95. Đây. Đây mít su 95. Mít su 95. Đây mít su 95. Rồi. Đẹp bà con ơi, 9,5 luôn, mít su Mitsubishi. Màu vàng ra màu cam luôn. Máy bao lăng rồi. Máy lăng ok. Nước xanh còn luôn. Máy này chạy chắc, bô còn trắng vậy là ok rồi con. Sao lóc mát rồi con. Ok luôn. Mitsu 95 M95 á. 9,5. Tới đây nào chạy dàn xới con này là ok rồi con ơi. 9,5 M95. Khá nguyên vẹn đủ đồ nè. Lót ác này chưa rửa thôi, rảnh rửa đẹp lắm nè. Con nào muốn xài máy thiệt bền rồi ok. Trước tiên là mình trong một ngày làm việc xong á, mình phải kiểm tra nhớt nhau bà con. Trước khi chạy là mở nhớt rồi coi. Và thay nhớt thì đúng giờ quy định là ok. 100 giờ thì quy định 100 giờ thay nhớt thôi. Nên xài nhớt xịn nha bà con, đặc biệt là nhớt xịn á, nhớt tốt. Nó sẽ tăng tuổi thọ động cơ và làm việc công suất lớn hơn, công suất cường độ mạnh hơn. Chứ cái thứ hai là phải kiểm dầu, đặc biệt là máy châm dầu hoài là xài hoài, còn mà để hết dầu nó hư bét hư heo, dễ hư bét hư heo lắm bà con ơi. Nên trước khi chạy phải kiểm tra dầu, nhớt, dầu và tới nước. Nước xanh lúc nào cũng phải kiểm tra đồng hoàng như này, còn nước phải chạy. Ngày tập cái thói quen là trước khi khởi động máy phải kiểm tra, sau đó 100 giờ sẽ xin này luôn. Rất là con làm vậy là chạy máy rất là bền và lâu. Alo. À, thì bán hết rồi không? Dạ. Còn 4 thì không? Không biết mình nào có mà luôn. Đây. Đây là Mitsu 95M95. Mitsu Mitsi. 9,5 nha con. Chạy chạy chục xới là ok luôn, dàn xới là chạy nổi nè. Nó kết hợp K700 hay là CT rồi sẽ ok luôn. Dàn IC rồi xài nó vừa luôn nè. Con nít xài. Đẹp nha. Nó rất ok. Đây 7. Cái bảy con này chưa rửa, rửa cũng được nè. Thay quay zin rồi còn luôn. Ơ 7 K7. Trước khi bà con làm gì vậy, trước khi chạy là kiểm tra nhớt. Nhớt, có cây thanh nhớt đây. Ngang đến lúc quy định là ok. Nhớt còn phải để thay đúng giờ bà con, quy định 100 giờ thì 100 giờ. Đây, báo nhớt, lúc không có nhớt thì màu đỏ, chạy có nhớt đầy đủ màu xanh. Ta thay kiểm tra dầu. Dầu là yếu tố quan trọng bà con. Bà con hết dầu nhiều quá là ảnh hưởng nó heo với bét. Bơm cao áp với hệ thống bơm đó. Tuyệt đối đừng bị hết dầu. Đây, kiểm tra máy là cũng phải cho nước trước khi chạy rồi con. Máy chạy là nước phải nóng, nóng thì không sôi là được. Bắt buộc nước phải nóng rồi con. Nóng mới bền mà không dẫn nó không sôi nước là được. Con cứ làm đúng quy trình vậy là máy chạy rất là bền. Đặc biệt là đừng để cho hết dầu. Hết dầu nó tổn máy lắm. Thì thứ hai đó là phải kiểm tra nhớt, nhớt phải xài nhớt tốt mà con. Đặc biệt là dùng nhớt nào có thương hiệu một chút. Con xài nên xài mấy nhớt mà nhớt Thái của ERT á, nhớt ERT thì rất ngon qua, bình có mấy trăm ngàn bạc à. Mà con xài có thể tăng thời gian sử dụng lên và làm việc trong môi trường khắc nghiệt nữa. Canh nhớt Thái 3 lít. Là xài vừa một lần rồi con. Nên xài nhớt tốt nó sẽ ảnh hưởng hơn. Con này còn mã số luôn nè.
Alo. Dạ bán rồi hết anh ơi. Dạ, nào có mà lưu cho. Trời đây không Mitsu này chú ý à, Mitsu 95 dùng cho dàn xới là ok luôn, dùng cho máy xới dàn xới là ok, trục trang là nhất định rồi nha, vô địch rồi. Máy còn khá đẹp nè, cái này ít xài nè, đồ bọn còn láng nè, vô còn trắng là được nè, quan trọng mua lửa vô trắng là được bà con ơi, lúc máy còn trắng lắm. Đây M95 nè, con là có nhu cầu alo nha, 0886356707 M95 89 chưa 9 ngửi rồi con.